Nếu các bạn để lên được theo dõi các video bài giảng của mình thì các bạn có thể vào trang YouTube rồi tìm từ khóa robot cho mọi người. Sau đó thì mình ấn subscribe và ấn đăng ký để được theo dõi các video mới nhất và cập nhật nhất của mình hướng dẫn về công nghệ robot. Ngoài ra thì để mua linh kiện robot thì các bạn có thể vào trang web linhkienrobotics.com. Ở đây thì có rất nhiều các mẫu robot các bạn có thể nghiên cứu để xem và để học tập. Ngoài ra thì mình cũng có cấp mã làm đá khóa học và cũng có khóa học ở đây. Các bạn có thể vào tham khảo. Chào các bạn đã tới với video này. Ở video này thì mình sẽ để lại cho các bạn một thử thách cho nó vui. Đó là chúng ta hãy cùng nhau điều khiển cánh tay robot. Mà làm sao để cánh tay robot không được kết nối với máy tính như thế này. Nhưng mà vẫn nhận được lệnh và vẫn thực hiện được công việc. Đấy, mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ kết nối với cánh tay robot. Open. Đấy. Phải. Trái. Hạ. Đấy, vươn ra. Thu vào. Thả. Đó, kẹp. Ngoài ra thì các cái góc của cánh tay robot thì được hiện lên đây. Tức là cái góc của các động cơ servo thì được hiện lên đây như thế này. Ngoài ra thì còn một chức năng nữa, đó là chức năng ghi nhớ động tác. Đại khái thì nó sẽ như thế này. Sang phải một ít. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu nhớ động tác này. Ghi nhớ. Rồi. Nâng lên. Được. Ghi nhớ xong rồi kẹp vào. Rồi nâng lên. Rồi nhớ. Sau đó thì cái này mình là mô phỏng thôi nha, nó cũng không chính xác lắm đâu. Quay ra. Nhớ. Hạ xuống. Nhớ. Thả ra. Nhớ. Ở lại nâng lên. Nhớ. Ok, mình nhớ một vài cái thao tác như vậy thôi. Sau đó thì mình ấn nút thực hiện. Xem robot sẽ làm gì. Vâng, đây chính là hành động của con robot. Đấy, mỗi lần nó ghi nhớ thì sẽ như thế này. Tức là nó nhớ những cái lúc mà mình bảo nó nhớ. Và nó sẽ cố gắng đưa tay robot về cái vị trí đó. Ok, đó là thử thách dành cho các bạn. Nếu video này có 1.000 like, 1.000 share và 1.000 comment thì mình sẽ làm một cái video giải thích code và công khai cái short code của cánh tay robot này. Video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Like, subscribe và comment thiết bị hay là robot mà các bạn muốn tìm hiểu. Robot cho mọi người luôn đồng hành cùng bạn.